Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bạo lực mới, văn phòng quyền sống ở Oregon bốc cháy. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 8 triệu người phải di dời ở Ukraine. Tình báo Ukraine cho biết ngũ cốc bị đánh cắp bởi người Nga đã được bán ở Địa Trung Hải. Ủy ban Quốc hội Ý điều tra về việc các phương tiện truyền thông Ý nhận tiền của Putin. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Bạo lực mới, văn phòng quyền sống ở Oregon bốc cháy. Văn phòng của quyền được sống ở Oregon, ở Kaiser, Oregon, đã bị đốt cháy vào đêm Chủ nhật. Tổ chức này thông báo hôm thứ Hai. Vào tối ngày Chủ nhật 8 tháng 5, các văn phòng của quyền được sống ở Oregon đã bị tấn công. Một cá nhân đã sử dụng các thiết bị gây cháy, một trong số đó đã phát nổ và khiến tòa nhà bốc cháy. Oregon Right to Life cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình. Văn phòng lúc đó không có ai trực và không ai bị hại. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đã phản ứng nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại cho tòa nhà. Các cơ quan đang tích cực điều tra vụ việc. Ngọn lửa nhỏ và gây ra thiệt hại tối thiểu, cảnh sát cho biết. Tờ Oregonian cho biết vụ cháy được báo cáo ngay trước 10 giờ 40 tối. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một diễn biến đáng kinh ngạc, tổ chức tin tức Politico vào tối thứ Hai đã công bố bản thảo bị rò rỉ về quyết định của tòa án tối cao được mong đợi rất nhiều trong vụ phá thai ở Mississippi, Dobbs, kiện tổ chức y tế phụ nữ Jackson. Bản dự thảo dài 98 trang được viết bởi thẩm phán bảo thủ Samuel Alito Jr. là một tài liệu đáng chú ý vì nó tiết lộ rằng đa số 5 thẩm phán sẵn sàng lật ngược hai quyết định mang tính bước ngoặt đã định hình luật phá thai và chính trị quốc gia trong nhiều thập kỷ. Đó là phán quyết Roe kiện Wade, hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc vào năm 1973 và Planned Parenthood kiện Casey nhằm khẳng định phán quyết Roe vào năm 1992. Sau vụ rò rỉ này, hàng loạt các nhà thờ Công giáo đã bị tấn công. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 8 triệu người phải di dời ở Ukraine. Cơ quan di cư của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 8 triệu người đã phải di tản trong nội bộ Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Các số liệu được công bố trong một báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế, gọi tắt là IOM, cho thấy sự tăng 24% so với số liệu về lượng người di cư trong nước đầu tiên được công bố vào ngày 16 tháng 3. Báo cáo cho biết gần một nửa trong số những người này đang cân nhắc việc hồi hương do cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Hơn 2,7 triệu người đã trở về nhà. Cuộc khảo sát nhấn mạnh hỗ trợ tài chính là nhu cầu quá lớn cho những người phải di rời nội bộ ở Ukraine. 2/3 số người xác định hỗ trợ tiền mặt là một trong những nhu cầu của họ, so với 49% vào đầu cuộc chiến. Hơn 70% cho biết họ sẽ sử dụng khoản hỗ trợ tiền mặt đó để mua thực phẩm hoặc thuốc men. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga sẽ không tham gia một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Ukraine. Liên Hiệp Quốc thông báo rằng họ sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt để xem xét tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Ukraine do sự xâm lược của Nga. Hơn 50 quốc gia, bao gồm Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, đã ủng hộ yêu cầu của Kyiv và yêu cầu một cuộc họp bất thường của cơ quan nhân quyền cao nhất của Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phái đoàn Nga sẽ không hợp pháp hóa sự hiện diện của mình cho cuộc trình diễn chính trị mới này được tổ chức dưới chiêu bài của một phiên họp bất thường. Trong một tuyên bố, Zakharova nói, thật không may, những lập luận và giải thích của chúng tôi về mục tiêu thực sự của cuộc hành quân đặc biệt này và tình hình thực tế trên mặt đất đã hoàn toàn bị phớt lờ. Bà nói rằng hiển nhiên rằng các lập luận của Nga sẽ không được lắng nghe lần này trong các biện pháp chống Nga mới nhất của phương Tây. Tình báo Ukraine cho biết ngũ cốc bị đánh cắp bởi người Nga đã được bán ở Địa Trung Hải. Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine gọi tắt là SSU cho biết ngũ cốc bị quân đội Nga đánh cắp ở các khu vực bị chiếm đóng đã được gửi ra nước ngoài. SSU tuyên bố rằng
Một phần đáng kể của ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine nằm trên các tàu chở hàng khô dưới cờ Nga ở Địa Trung Hải. Điểm đến khả dĩ nhất là Syria. Ngũ cốc có thể được buôn lậu từ đó sang các nước khác ở Trung Đông. SSU cũng cho biết, người Nga tiếp tục xuất khẩu thực phẩm bị đánh cắp ở Ukraine sang lãnh thổ của Liên bang Nga và Crimea bị chiếm đóng. Tại một trong những khu vực sản xuất ngũ cốc chính xung quanh Polohi ở vùng Zaporizhia, ngũ cốc và hạt hướng dương đang được đóng gói chuẩn bị để vận chuyển đến Nga. SSU tuyên bố, một loạt xe tải của Nga đã rời khỏi thị trấn Enehoda, cũng thuộc vùng Zaporizhia, dưới sự bảo vệ của quân đội Nga. Điểm đến cuối cùng của đoàn xe là Crimea. Ngũ cốc cũng bị đánh cắp ở vùng Kharkiv, và 1.500 tấn ngũ cốc đã được đưa từ làng Mala Lepetika ở vùng Kherson đến Crimea. Tuần trước, Bộ Quốc phòng cho biết gần nửa triệu tấn ngũ cốc Ukraine đã bị đánh cắp. Ủy ban Quốc hội Ý điều tra về việc các phương tiện truyền thông Ý nhận tiền của Putin. Một ủy ban Quốc hội Ý đã bắt đầu cuộc điều tra về việc phát tán thông tin sai lệch, trong bối cảnh có các nghi ngờ rằng một số nhà bình luận Nga được mời diễn thuyết trên các chương trình truyền hình. Cuộc điều tra của Copasir, một ủy ban Quốc hội về an ninh của Ý, được tiến hành sau khi có những phản đối kịch liệt về cuộc phỏng vấn gần đây với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trên kênh RT4, một kênh do Mediaset thuộc sở hữu tư nhân điều hành. Enrico Borghi, một thành viên của Copasir và là chính trị gia của Đảng Dân Chủ Trung Tả, xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng ông không xác nhận cũng không phủ nhận một báo cáo trên tờ Republica hôm thứ Hai rằng ít nhất 3 vị khách Nga được mời phát biểu trên kênh truyền hình Ý đã được Điện Cẩm Linh sai đến. Cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Lavrov vào ngày 1 tháng 5 đã gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao với Israel sau khi Lavrov tuyên bố rằng Adolf Hitler có dòng máu Do Thái. Cuộc phỏng vấn trùng với sự xuất hiện của nhà báo ủng hộ Điện Cẩm Linh nổi tiếng Vladimir Solovyev trên kênh đối thủ ELA7. Borghi nói, thực tế là cả hai đều được phỏng vấn trong cùng một đêm qua mạng tư nhân, thực sự khá ấn tượng. Nhưng cuộc điều tra này không phải là nhằm kiểm duyệt hay hạn chế quyền tự do báo chí, mà là nhằm tấn công cuộc chiến hỗn hợp tung ra thông tin sai lệch, can thiệp, sản xuất tin tức giả và gây ảnh hưởng, vốn là những chủ đề khách quan của các hoạt động của Nga chống lại NATO và đặc biệt là chống lại Ý. Thật không may, những yếu tố này đã gia tăng sau cuộc xâm lược Ukraine. Ủy ban sẽ nghe điều trần của Carlo Fuertes, Giám đốc điều hành của đài truyền hình quốc doanh RAI vào ngày 12 tháng 5. Tiếp theo là Giacomo Lasorella, Chủ tịch cơ quan giám sát truyền thông ARCOM vào ngày 17 tháng 5. Borghi nói thêm, nhiệm vụ của chúng tôi là giám sát dịch vụ thông tin và an ninh của đất nước trong bối cảnh của cuộc xâm lược Ukraine. Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, RAI và các kênh truyền hình khác đã thường xuyên tổ chức các cuộc tranh luận về chiến tranh với sự hiện diện của các nhà báo Nga, làm dấy lên sự chia rẽ giữa một bên là những người Ý lên án các phương tiện truyền thông đã nhường không gian cho những kẻ tuyên truyền Nga, và bên kia là những người ủng hộ sự phát sóng ý kiến của những người ở cả hai bên của cuộc xung đột. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.